Hai cả nhà ơi, hôm nay hai mẹ con em lại tiếp tục cuộc hành trình đi chơi. Đang chạy trên đường thì thấy cảnh này đẹp quá. Em quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Quá trời mấy con vịt ở bờ hồ luôn nè cả nhà ơi. Trời, bên đó có cây cầu nè cả nhà. Mấy em vịt quá dễ thương luôn cả nhà ơi. Trời ơi, trên đường đầy luôn. Quá trời dễ thương, ú nu ú nằn. Nó nhí nhào, nhí nhào á. Mấy vịt đang ăn cỏ. Trời ơi, lá đỏ, lá vàng đẹp quá cả nhà ơi. Cái view sao mà nó đẹp dữ vậy, lại có cây cầu đi qua nữa chứ. Quá thơ mộng luôn. Mấy con vịt nó đang hóng Philip á, Philip. Chỉ cần mà con hả bỏ mồi xuống một cái là chạy tới nó đớp liền. Mấy vịt á. Mấy vịt nó đang muốn ăn á. Thấy con lại nói chuyện quắc 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 á. Thì mình xuống cây cầu đó mình đứng á Philip. Một chú sóc nữa đang nhìn con kìa Philip ơi. Philip, con sóc phía sau cây kìa, nhìn đi con. Ngay cái cây có con sóc á. Cái cây có con sóc rồi, nó chạy đi rồi. Vịt kêu quắc quắc lên trời luôn. Bây giờ em xuống cái cầu để em quay gần cái view đó cho cả nhà xem, nó đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Ôi miếng vịt bắt đầu nó xuống nè. Ôi thấy thương quá. Đẹp quá Philip ơi. Một nét đẹp quá trời thơ mộng luôn. Hồi em nữa sẽ đi bộ lại cái cầu đó, đứng ngay cái cầu quay lá vàng lá đỏ cận cảnh luôn cả nhà. Đi đến con đường này sẽ đi đến cái cây cầu đó đó cả nhà. Trời ơi, cả nhà nhìn con đường nó mát nè cả nhà. Quá trời mát luôn. Con sóc kìa Philip, lại thấy em sóc nữa. Đâu rồi kìa. Vù 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 luôn. Quá trời thơ mộng luôn. Trời ơi, cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Quá trời tuyệt sắc giai nhân. Đẹp quá Philip ơi. Đẹp quá. Góc nào cũng chụp hình sống ảo được hết trơn cả nhà. Góc nào cũng đẹp hết trơn á. Em đi lên cầu. Cầu cũng cao á chứ. Trời ơi, oh my god, cả nhà ơi, đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, nó đẹp. Quá đẹp luôn Philip ơi. Trời ơi, rực rỡ luôn. Mê quá, mê quá. Trời ơi, đứng gần những cây lá vàng, lá đỏ quá đẹp. Một khung cảnh quá đẹp luôn. Trời ơi, sao mà đẹp dữ vậy?
chỗ đập dịch đằng đó cả nhà ơi. Mấy mẹ con em sẽ đi qua hướng đó để coi mấy con vịt người ta ngồi lên đập dịch đó cả nhà. Khu vực bên đó. Rồi, ngôi nhà dễ thương quá cả nhà ơi. Một kiến trúc rất là đẹp luôn. Trời ơi, ú nu ú nằn sao mà cưng quá vậy không biết nữa. Chàng ơi, sao mà tròn do luôn không biết nữa nè. Cưng quá à. Một khung cảnh quá tuyệt vời. Đẹp luôn. Đẹp quá Philip ơi. Trời ơi, chỗ này nắng nó chiếu vô nó vàng ươm luôn cả nhà. Vàng ươm đỏ rực luôn. Máy bay á con, ở trên trời á, trong mây rồi. Em đứng xa ra để em quay hết dung nhan vẻ đẹp cho cả nhà xem toàn cảnh. Phía xa xa có vòi phun nước rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Quá đẹp, quá đẹp. Mang dịch quắc quắc á Philip. Tiếp tục Philip ơi. Đã tới khu vực chỗ đập dịch nè cả nhà ơi. Mà hôm nay là hai mẹ con em chỉ là quay thôi. Quay quang cảnh chỗ đập dịch thôi chứ còn không có vô đập dịch. Trời ơi, kiến trúc mô hình căn nhà quá đẹp luôn cả nhà. Quá trời đẹp luôn. Chỗ này là mua vé xuống đập dịch đó cả nhà. Mà người ta đóng cửa rồi cả nhà ơi. Hình như chắc mùa này là hết đập dịch luôn hay sao á. Đóng cửa rồi Philip ơi. Kiến trúc ngôi nhà rất là đẹp luôn. Chỗ đó người ta khóa cửa luôn rồi con. Chỗ đó tôi khóa cửa rồi, không có đạp dịch, chắc có thể là cuối tuần hoặc là không đạp nữa, không được đạp nữa. Nhà này dài quá Philip ha, lớn quá trời luôn. À, cái cửa chính của cái nhà này là ngay đây nè, cửa chính là cái nhà này. Có sen đá gì nè Philip hay là sen gì nè, trong cái chậu này nè. Trời ơi, thích cái cây này lắm là cả nhà ơi. Tháng này hả, đi đến đi đâu cũng thấy cái cây này trên cái nhà, nó ra cái trái đỏ 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 cả nhà. Ôi cái cây này hồi giờ em đi là em thấy cây này bự nhất nha, từ lúc đi bữa giờ là cây này là bự nhất, cao nhất luôn, nhiều trái nhất luôn. Quá đẹp cả nhà ơi. Trời ơi, trái nè cả nhà.
Mê luôn. Đặt cây luôn. Cây này là bự nhất, cao nhất mà em thấy. Trời ơi, quá đẹp. Mê mẩn, mê mẩn. Wow. Quá đẹp luôn. Trời ơi. Mê Philip ơi, cháy quá trời luôn. Cây này cao quá. Cả nhà mấy mẹ con đang ở dưới gầm cầu nè cả nhà. Philip đang ở dưới gầm cầu. Philip đang ở dưới gầm cầu. Đang đứng rình rình mấy con vịt, quay mấy con vịt. Con vịt á, nó bơi bơi dù dù vô đó đó. Rồi mình đi tiếp tục qua con đường bên đây Philip. Mẹ phát hiện một bầy bầy vịt ở phía kia nữa kìa. Cả nhà nhìn kìa cả nhà, mấy con vịt hả, nó đứng xếp hàng một hàng dài luôn, đều băng luôn. Trời đất ơi, xếp một hàng dài luôn. Rồi ở phía đằng kia hả, vịt nó bơi tới nữa kìa cả nhà. Đây, vịt đang bơi tới nữa. Qua con đường này rất là đẹp luôn này cả nhà. Có hai con đường Philip, một con đường mình đi bộ trên những bậc thang này và một con đường mình đi bộ dưới đây. Mình sẽ thấy được rõ toàn diện cái chỗ mô hình đạp vịt luôn. Trên đó để hồi mình đi lên sau đi con. Bây giờ mẹ mình đinh xe lên tới đó là mẹ té thở luôn á. Giờ mình đi trước đây để quay mấy đạp vịt cho cả nhà xem. Hổm rày thấy lá vàng lá đỏ. Có cái lá này màu hồng luôn nè cả nhà. Ôi đẹp. Trời ơi, màu hồng. Hồng hồng tím tím. Cái loại lá này đẹp quá. Loại lá đổi màu này rất là đẹp luôn. Wow. Đẹp quá Philip ơi. Nhánh cây lá màu đẹp quá. Dạ xuống mặt hồ. Tới rồi cả nhà ơi, nhìn view bên đây quá đẹp luôn. Quá đẹp cả nhà ơi. Cận cảnh luôn cả nhà. Đạp vịt ở Mỹ đây cả nhà ơi, giống ở trong đầm sen Việt Nam không cả nhà. Đạp vịt đây. Đạp vịt mà xung quanh có vịt nữa nghe cả nhà. Vừa đạp vịt vừa ngắm vịt luôn. Đó là một cái mô hình để cho người ta tham quan cảnh bờ hồ xung quanh đây, người ta đi bằng đạp vịt. Bây giờ em quay cận cảnh cho cả nhà thấy rõ luôn rồi đó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 4, 5, 6, 7, nhìn như 20 cái con vịt hay sao á. Nắng cháo quá nhìn không hết được, nhìn không thấy rõ. Chỗ này đẹp quá nè Philip. Cái lá vàng này nó vàng rực rỡ luôn cả nhà ơi. Vàng 24 carat luôn. Quá rực rỡ. Trời ơi, nó vàng giống như mà hoa mai vàng Tết Việt Nam mình vậy cả nhà. Quá trời đẹp vậy ta. Ui, đẹp quá. Mình đứng cái khu vực này là nhìn rõ nhất luôn nè Philip. Thấy nước chảy nè, rồi thấy đạp vịt nè, mấy con vịt nè, xuồng vịt. Đứng dưới đây là nhìn rõ nhất luôn rồi cả nhà, cận cảnh luôn. Bên đây thấy nước phúng phúng luôn. Philip đang leo lên đồi. Tới đỉnh đồi chưa? Đẹp không? Trên đó có đẹp gì không? Rồi mẹ kéo xe lên. Hai mẹ con leo lên cái đồi. Nhìn xuống cảnh xung quanh. Leo lên té thở luôn cả nhà. Kéo chiếc xe lên nó nặng. Lá vàng. Trên đây mấy cây này lá xanh nhiều quá ta. Cái view với bờ hồ đẹp nhất. Lá đổi màu nhiều nhất. Rồi mình đi tiếp Philip. Coi lại đó có cái gì đó. Hai mẹ con để xe trên đó. Đi xuống dưới bậc cầu thang này. Bây giờ đi ngược trở lên lại quay cho cả nhà xem. Bậc cầu thang nó dài. Từng bậc lên cái đồi. Hai mẹ con đúng là vui thiệt. Leo lên đồi cho đã xong rồi đi bộ xuống, xong rồi giờ đi lên bậc cầu thang lại. Philip cho cả nhà xem á, bậc cầu thang cao, cao ơi là cao đến cái đồi luôn. Chiến thắng rồi, Philip. Philip chiến thắng rồi. Không bị thở không ra hơi luôn nè Philip. Rồi đi tiếp tục. Mami phát hiện từ xa xa có thêm một con sóc nữa kìa Philip. Thấy con nó chạy rồi. Rồi chạy mất tiêu rồi. Đứng trên trên đồi mình thấy được toàn cảnh luôn á Philip ha. Từ trên đồi mình nhìn xuống toàn cảnh ở dưới nè cả nhà. Đúng rồi, hồi nãy mình ở dưới á thì mình đang trên đồi quay xuống. Rồi tiếp tục heo con ơi. Ở trên đồi này những cái loại cây này thấy nó không có đổi màu, nó xanh lè. Mà cái thân cây nó đẹp quá cả nhà ơi. Lâu năm nè, bự giãn luôn. Mình không ngắm được lá vàng, lá đỏ trên đây thì mình ngắm thân cây. Cây đẹp cũng nhìn cũng hay hay. Cây lâu năm mà cả nhà. Đó, cả nhà nhìn cây bự giãn nụ nụ luôn. Ở trên đây toàn là cây bự không à cả nhà. Nhìn giống như trên đồi đi Đà Lạt vậy cả nhà. Philip phát hiện rất là nhiều ổ sóc luôn cả nhà ơi. Ổ sóc, ổ thỏ gì làm hang làm ổ á. Đó, Philip cho cả nhà xem á. Ổ khắp nơi luôn. Làm hang làm ổ khắp nơi.
Thêm một cái cây gốc thiệt là bự nụ nụ nè cả nhà. Trời ơi, đẹp quá cả nhà ơi, nó bự dữ lắm cả nhà. Cả chục người ôm gốc cây này mà cả nhà. Nụ 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 là biết lâu năm cỡ nào luôn rồi cả nhà. Wow. Đẹp quá cả nhà ơi. Philip mặc cái áo màu vàng rồi cái lá cây màu vàng nữa Philip. Vàng rực luôn. Lá cây với con giống nhau vàng rực luôn. Lại đây mình đứng trên đây nè Philip ơi, con nó đẹp nè con. Ui gió đến mát quá. Cây vàng rực luôn rồi con. Đằng kia có một con tàu, con thuyền gì đó để mình tới mình coi Philip ơi. Bây giờ mình đi bộ từ đây qua tới bên đó Philip ơi, mấy có đường xuống thôi, cái độ dốc dữ lắm, đi xuống té. Đi qua hướng này đúng rồi. Đi, con dắt mẹ đi ha. Sóc dẫn đường Philip ơi, sóc dẫn đường. Sóc dẫn đường, giờ sóc bỏ mình giữa đường luôn rồi Philip ơi, lên cây rồi. Mấy con chó dễ thương quá. Một ông cụ mà tới ba con chó, dắt ba con chó đi dạo, khủng khiếp thiệt chứ. Nuôi ba con chó luôn. Ông quá giỏi ông ơi. Hai mẹ con đi bộ xuống đồi đã ra được nơi một cây cầu. Đứng trên cây cầu nhìn thấy có một con tàu nho nhỏ. Rất là dễ thương luôn. Em quay cận cảnh cho cả nhà xem con tàu, mô hình con tàu người ta thiết kế đây cả nhà. Người ta trang trí đây. Con tàu giống con tàu của cấp biển Caribbean quá cả nhà. Tại vì họ để cái mô hình con ma đây, con tàu ở dưới đây, rồi đây có con ma nữa, eo ôi. Để em đi xuống khúc dưới đó em quay gần cái con tàu cho cả nhà xem. Bây giờ em xuống dưới đây nè, em lại gần em quay cận cho cả nhà thấy con tàu rất là dễ thương luôn. Cái nhà biết làm sao em thấy có đủ màu sắc, màu xanh, màu đỏ là em mê à. Vậy cái thiết kế làm sao đây, để em lại gần, em quay gần cho cả nhà xem. Để em bật chế độ cận cảnh. Đó cả nhà thấy không, trên con tàu nó có những cái sọ đầu. Đúng là tàu của cướp biển Caribbean rồi. Một con tàu rất là dễ thương, đậu chơi vơi ở đây luôn. Thân cây đẹp quá cả nhà. Lại gần con ma te tua tơi tả, gió bay te tua tơi tả. Con ma trên cành cây hót líu lo líu lo. Nhìn lên một cái hết hồn hú vía luôn cả nhà ơi. Trời ơi con ma nó bự. Mấy cái dây tua của nó bị vướng vô nhánh cây rồi. Không có thôi nó lòng thòng nhìn còn đá nữa. Sợ quá ma ơi. Cận cảnh mặt ma cho cả nhà xem luôn.